Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Mời với bạn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em tên là Thu Trang, năm nay em 28 tuổi và đang là một chuyên viên của ngân hàng ạ. À, em quê ở đâu Trang? Dạ, em quê ở Hà Nội ạ. Bạn Trang 28 tuổi nhưng mà nhìn bé tí cỡ 22 thôi. Rồi, mời bạn giới thiệu lớn lên cho bạn kia nghe luôn. Đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào thân thương nhất tới anh Quyền Linh. Chào bạn. Chị Cát Tường, bạn nữ ở bên kia và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em xin tự giới thiệu, em tên là Sơn Thạch, năm nay em 32 tuổi. Em đến từ quê hương Thái Bình và nghề nghiệp của em là làm công nghệ thông tin. Ngoài ra thì em có một cái nghề tay trái đó là dẫn chương trình. Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Em trải qua 28 tuổi. Hai mối tình. Mối tình đầu tiên của em thì là thời cấp 3 gà bông chí chóe gì đấy. Còn mối tình tiếp theo của em thì là năm em học đại học. Em quen bạn ấy 4 năm. Tuy nhiên thì là do em hơn bạn ấy 2 tuổi nên gia đình cũng cấm cản. Nên chính vì vậy em mong muốn là có thể tìm được một người bạn trai có thể là bản lĩnh để có thể mà yêu thương và bảo vệ cho em. Rồi, như vậy là cũng một mối tình có nhiều thăng trầm đây. Yeah. Bạn trai thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Thưa chị, thưa anh, thưa quý vị khán giả là em trải qua thì được có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời sinh viên. Rồi, bỏ qua mối tình đó. Mối tình mới đây nè. Mối tình mới đây là em ra trường đi làm. Nhưng mà do em là một người khá là ham học. Em học tới bằng thứ 2 rồi học mấy cái kỹ năng mềm ấy. Cho nên là em không có nhiều thời gian dành cho bạn ấy. Cho nên là tình cảm nó không được dạt dào, cho nên là hai người không đến được. Được mấy năm bạn? Được 2 năm anh ạ. 2 năm luôn? Dạ. Mình có thấy mình có lỗi trong việc đó không? Em nghĩ là nếu mà để cho lựa chọn lại thì em phải thay đổi. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì cái việc mình bận cách mấy, nếu mà có tình yêu mình phải chăm sóc tình yêu đó. Dạ. Ha, mình phải có thời gian chứ mình cứ bỏ thế. Thật sự là phụ nữ cũng tội nghiệp người ta lắm. Dạ vâng. Nha. Rồi bây giờ bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Anh ơi, trước khi mà em muốn xem cái mẫu người của anh á thì em có thể nhờ chị là gửi cho bạn ấy ba cái hình này của em được nhá. Rồi. Dạ, bạn ấy chọn tấm hình nào mà bạn ấy thích nhất, xong rồi bạn ấy có thể cho em biết cái lý do tại sao bạn ấy thích được không ạ? Rồi. 3 tấm hình với 3 sắc thái khác nhau. Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Tưởng đâu em đưa 3 tấm hình 3 người khác nhau. Dạ không, là 3 người thôi anh ạ. 3 người khác nhau luôn. À, 3 người khác nhau hả? Đây. Dạ. Để xem có duyên hay không. Và đây. Tấm hình đầu tiên. Đưa anh xem nào. Rất là dễ thương anh ạ. Sao biết dễ thương? Có gì đâu dễ thương. Và đây, tấm hình thứ hai. Chưa thấy gì hết. Lần này thì tóc dài. Cái này tóc mẹ, ngắn. Và em cũng chưa thấy gì hết, nhưng vẫn dễ thương anh ạ. Cái này nói chung là cũng chưa dễ thương luôn. Và đây, chắc chắn là sẽ dễ thương. Rồi, cuối cùng. Lần này thì là một sắc thái rất là khác. Một cô gái mặc váy và ở trong một cái, em nhớ không nhầm thì cái khung cảnh này giống như kiểu là phố Mỹ Hưng á, nhưng mà cái vẻ đẹp này thì nó có toàn diện hơn. Coi người chứ không phải coi cảnh nè, coi người không, nhưng mà cái cảnh nó làm cho vẻ đẹp người nó, anh ơi, tập trung vào cái người thôi anh ạ. Cái cảnh ở bên ngoài nó chỉ là cái nền thôi anh ơi. Nói chung là 3 tấm hình này đều không thấy mặt, anh ấy sẽ chọn cái hình nào để biết cái phong cách thôi. Dạ vâng. Rất là và phải giải thích là lý do tại sao thích cái đó nha. Dạ. Em chọn tấm này chị ơi. Rồi. Cái vẻ đẹp của người phụ nữ này thì nó rất là vừa hiện đại và vừa truyền thống. Một cô gái tóc dài với một cái bãi biển rất là đẹp thì chắc chắn là tâm hồn có rất là nhiều cái sự bao dung. Và tự nhiên là em nhìn thấy là em thích cái vẻ đẹp đấy nên em chọn. Anh ơi, nhưng mà anh có nhìn thấy là cái tấm đó là tấm cô đơn nhất trong 3 tấm hình không anh? Vâng, anh thích sự cô đơn bởi vì có đơn thì anh mới làm cho nó không cô đơn được. Anh thích tấm hình này bởi vì biển nó đẹp. Bây giờ sẵn đã qua đây rồi thì chị sẽ hỏi em một chút. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em xin nói ngắn gọn là em chọn một người con gái rất là đơn giản thôi. Cao hơn 1.5m và nói chuyện có duyên. Một người con gái thông minh. Một người phụ nữ mà giống như kiểu là pha một chút vẻ đẹp về truyền thống lẫn hiện đại. Ra đường thì mình có thể lanh lợi nhưng mà về nhà thì lại yêu chồng yêu con. Có cái điểm nào em không thích ở người phụ nữ? Cái điểm mà em không thích nhất ở người phụ nữ đó là hay soi mói cái chuyện của người khác.
mình phải dồn cái năng lượng để mình làm việc của mình, để mình phát triển bản thân, để dồn cái vòng tròn ảnh hưởng của mình cho người khác, chứ không thế nào mà để ý những cái chuyện của người khác. Cảm ơn em. Em đã nghe anh ấy giải thích về cái tấm hình tại sao anh ấy thích, thì chắc là không biết em đã hài lòng hay chưa. Dạ, vậy thì em cũng giải thích luôn một chút xíu về ba tấm hình của em vừa lúc nãy ạ. Chào em. Dạ, em chào anh. Rồi, giải thích lên nghe luôn. Bức hình này là của em đối với bạn bè của mình ạ. Dạ, một con người cực kỳ năng động, cực kỳ trẻ trung và em thích đi du lịch. Đó là tấm hình này của em. Tấm hình này là em đối với gia đình ạ. Một con người cực kỳ là bánh bèo và luôn luôn là công chúa trong mắt của ba và mẹ. Có thể là em không quá là khéo tay, không quá là giỏi xuất sắc giống như là một người phụ nữ Bắc mà ba mẹ từng mong chờ. Tại em có bị lai một chút xíu ở trong Sài Gòn rồi. Nhưng mà đối với trong công dung ngôn hạnh của một người phụ nữ Bắc cần đạt tiêu chuẩn thì em có thể là em cũng nhắm được chút chút. Tấm hình anh ấy chọn. Và tấm hình anh ấy chọn thì rất là hơi xui cho anh một chút xíu ạ. Thì đó là tấm hình của em đại diện cho công việc. Em là người rất khó tính và em rất là nóng tính. Đồng nghĩa với việc đó là em rất hay soi mói các hồ sơ. Và có thể là anh ấy không thích người phụ nữ soi mói. Thì cái bức hình anh ấy chọn lại là đúng soi một mói. Cái tấm hình em cực kỳ thích soi mói và nhận xét ạ. Công việc em là kiểm tra chứ không phải là soi mói. Soi mói tức là người ta ngồi ở ngoài, tôi nhìn qua người kia, ta trời, bà nó mặc đồ thấy ghê quá. Dạ có anh ơi. Xài tiền quá. Dạ. Bà thế này thế kia. Dạ có. Cái đó có hả? Trời ơi, đúng là soi mói. Anh đang tính binh cô đó nhưng mà anh binh cũng được, anh chạy luôn rồi. Thôi vậy đó, tình hình nó vậy đó em. Thôi bây giờ mình cứ nghe thêm ý kiến của người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với cả hai người, hai bé cùng phòng trọ và một bé là bạn thân ạ. Mời bạn thân của bên nhà gái đâu ạ? Xin chào chương trình và xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi em nhận xét bạn trai bên kia giùm chị với. Trang ơi, thì anh bên này em thấy anh cũng được. Khôi ngô, tăng tú, hợp với Trang hay không thì cái đó thì để cho Trang quyết định. Trang tự xử đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi chàng MC của tôi. Chào anh. Đi với ai? Hôm nay em đến với một người anh trai ruột và một người chị đồng nghiệp. Dạ. Dạ chào anh ạ. Dạ chào chị. Dạ. Chào anh. Xin chào MC Quyền Linh và chào MC Cát Tường. Anh thấy cô bên đó như thế nào? Em thấy em gái rất là dễ thương, hiền lành, thật thà. Trời ơi, sao anh khen không vậy? Hay quá. Anh đánh giá cô này rất đúng, tức là cô này rất là thật. Thật đến mức mà mình binh cổ của nó không. Em soi mói thật đấy mà. Soi luôn ở ngoài luôn. Cái này á, nó cũng dễ thương lắm em. Thật đến mức như vậy đó. Rồi, nếu mà bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Tốt, ta rút kinh nghiệm thôi. Dạ. Kéo màn lên. Mời hai bạn. Chào em. Dạ. Em chào anh. Dạ, nghe có một món quà tặng cho anh ạ. Cái này là em tự làm đó. Rồi, cảm ơn. Wow. Chúc cho em luôn tươi trẻ, xinh đẹp và tự tin như cái bông hoa này. Dạ, rồi em cảm ơn ạ. Theo em thì nếu như mà em đồng ý hẹn hò với anh hoặc là đến với hôn nhân á, thì em có thay đổi cái điều đó đi hay là em mặc định nó là tính tôi vậy, là nếu mà quen thì phải chấp nhận cái điều đó. Tại vì trong ba tấm hình anh chọn thì dù là tấm hình nào anh chọn đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng vẫn là con người của em. Nó chỉ là ba trạng thái khác nhau thôi. Và cái điều thứ hai anh muốn hỏi em là em thích một cái buổi tối hẹn hò như thế nào? Nói chung là em là một người khó hiểu, em có ba mặt. Nếu như mà muốn em là một người mà hẹn hò sang trọng, em có thể diện những bộ đồ sang trọng để em đi cùng anh và đi tiếp khách hàng này nọ. Không, anh không muốn. Còn nếu như là nói chung là tùy vào cái mà môi trường mà mình hẹn hò trong cái buổi hẹn hò như vậy. Nếu như mà hôm đó là vào đi ăn lề đường, em sẵn sàng là đi dép lào, mặc quần thun, áo phông này nọ để em đi ăn lề đường bình thường cùng. Có nghĩa là chốt lại là giống như kiểu là mình tùy cơ ứng biến. Dạ đúng rồi ạ. Đúng không? Ok. Quan điểm về tình yêu của em thế nào nhỉ? Em cứ thẳng thắn chia sẻ. Giống như mình là nói chuyện với nhau, không phải cuộc phỏng vấn. Nhưng mà em, nhìn vào mắt em đang có cảm giác là em đang bị phỏng vấn ạ. Sao nãy giờ em hỏi nhiều quá vậy? Em có bao nhiêu câu hỏi tất cả? Em có khoảng 21 câu hỏi. Trời ơi.
Bây giờ là em hỏi một lượt 21 câu thôi, và sẽ chọn ra 3 câu thôi. 21 câu thì chắc phải vẫn. Trời ơi. Trời ơi. Xí, khoan. Cái này cái gì đây? Em hỏi những cái gì thì em nốt xong. Ủa sao câu hỏi mà có vẻ hình giống như là hình học vậy? 21 câu hỏi tình yêu mà sao có vẻ bản đồ này nữa? Cái đó em đang định chia sẻ thì bạn nói là em mới nói nhiều rồi, quá. Rồi, bây giờ thôi để bạn tự giải 21 câu hỏi đi. Chịu khó chút nghe cưng. Cái nào em trả lời được em trả lời, không trả lời được thì để tụi anh tự trả lời. Rồi, bắt đầu. Bắt đầu câu 1, đọc một loạt luôn nha. Câu 1 là câu buổi tối đã qua rồi. Rồi. Dạ. Khi cần một nơi nghỉ ngơi và lánh khỏi những mối bận tâm hàng ngày thì em được đi đâu? Ngủ. Rồi, bộ phim em thích nhất là bộ phim nào? Không thích phim nào hết. Em thích nhất loại quả nào? Quả gì cũng ăn được. Em thích nhất bài hát nào? Bài nào cũng nghe được. Chương trình TV mà em thích nhất là chương trình nào? Rất nhiều chương trình ạ. Nhà hàng lãng mạn mà em thích nhất là nhà hàng nào? Ôi, nhiều quá không nhớ. Một trong những nỗi bận tâm lo lắng nhất? Em nóng lên là em làm những cái chuyện gì không ai biết được ạ. Cô đừng nóng nha. Em có phải đương đầu với những căng thẳng hay là những cái bất cập gì trong cuộc sống? Dạ không, thường em làm cho người ta căng thẳng thôi. Ước mơ lớn nhất của em là gì? Dạ có thật là nhiều tiền. Em làm việc tốt nhất là khả năng gì? Dạ nói ạ. Bạn em cải thiện điều gì trong cuộc đời của mình? Có chồng, có con. Và quan điểm tình yêu của em là gì? Yêu là phải sống một lần. Yêu là một sống một lần. Đúng. Hết chưa? Sống hết một lần luôn. Nó còn nhiều nhưng mà 21 câu. Giống như tuổi sinh rồi. Bắt tay em cái này. Em bản lĩnh đấy. Rút lại từ nãy giờ mình nói tất cả những cái gì đó, nói qua nói lại gì đó. Chúng ta có cảm nhận gì về cái sự rung động trái tim chưa? Hãy nói với người đó. Chúng ta có 30 giây. Bắt đầu. Anh thấy nãy giờ em thì sao ạ? Anh thấy là em một người rất là dễ thương. Và cá tính. Rất là một cá tính rất mạnh. Mà đôi khi anh thì không biết là có đủ sức để chịu đựng được cái cá tính hay không. Nếu như mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh tính sẽ là bao giờ? Anh thì bây giờ là 32 tuổi, anh chỉ là 6 tháng cho đến 1 năm. Thì rất là đẹp để có khoảng thời gian tiến đến hôn nhân. Nếu mà lỡ mà người đấy mà chưa chuẩn bị nổi kịp tinh thần để cho cái thời gian cho, đó hay sao? Vẫn cho thời gian giãn ra mà, bởi vì mình đã chờ 32 năm rồi. Thì chờ thêm một thời gian nữa thì có sao đâu. Dạ, tại vì thật ra là bạn ấy vẫn đang còn rất là thích đi chơi ạ. Bây giờ các bạn cũng đã nói nhiều rồi. Tay vào nút bấm đi em. Hỏi nhiều, đáp nhiều. Bây giờ là lắng động, suy nghĩ thật kỹ để quyết định cho cái nút bấm của mình. Đồng ý bấm nút có nghĩa là trao cái duyên cho nhau để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Bạn gái đã bấm. Bạn gái rất là nhanh nhẹn. Và bạn trai không bấm. Dạ. Thứ nhất, cá tính của bạn ấy rất là mạnh. Còn cái thứ hai là em không có cái sự rung động từ cái lời nói, không có cảm xúc gì hết, cho nên là em không có đâm. Một cô gái rất bản lĩnh. Thật ra thì với em thì tất cả mọi chuyện là khi lên đến với chương trình này thì là sẽ cho nhau một cái duyên. Nếu như mà chúng ta không thể làm người yêu, không thể quen biết và tiến sâu hơn thì chúng ta cũng có thể là làm bạn bè ạ. Đúng. Và trong công cuộc biết đâu được một ngày nào đấy anh sẽ là một khách hàng của em thì sao ạ? Đúng. Quà tặng dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu mỹ phẩm Skin AZ Hàn Quốc để tặng cho hai bạn. Dạ, em cảm ơn chị. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Cố gắng lên nha. Như vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì anh Quyền Linh và Cát Tường đã mai mối thành công cho một cặp đôi. Và vẫn có một cặp đôi là đã không bấm nút hẹn hò với nhau. Như vậy là chúng ta còn hai phần quà dành cho quý vị khán giả. Đó là máy nước nóng hiệu Atlantic và máy nước nóng hiệu Senton dành cho quý vị khán giả. Ai sẽ là người nhận phần quà này đây? Câu hỏi như sau. Bạn nam của cặp đôi thứ hai quê ở đâu? A. Thái Nguyên, B. Thái Bình, C. là Hà Nam. Và câu hỏi thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng đáp án của câu hỏi thứ nhất? Hãy trả lời để nhận phần quà từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, vào khung giờ rất quen thuộc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và để xem lại chương trình, quý vị có thể vào cổng thông tin Lớp TV. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Liverpool OBC thanh nhiệt giải độc phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.